Vâng, hello, xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư Online 4.0. Thì hôm nay em xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn cách để chúng ta có thể là chúng ta sẽ mua bán được điểm may ở trên sàn giao dịch nội bộ. Vâng, và quý anh chị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đầu tư Online của em anh chị nhé. Và em sẽ thao tác bằng trên thiết bị điện thoại để tiện cho việc anh chị. Và em nghĩ rất nhiều anh chị cũng thao tác bằng điện thoại, cho nên em lựa chọn phương thức này để chia sẻ anh chị nhé. Và chúng ta sẽ đăng nhập vào ID của chúng ta. Sau khi đăng nhập vào tài khoản thì chúng ta sẽ vào phần ba gạch là phần menu. Và anh chị hãy nhớ cho em nhé, mình muốn mua bán được điểm may thì chúng ta sẽ phải là KYC tài khoản. Thì hướng dẫn KYC tài khoản thì anh chị có thể vào trong kênh của em để tìm cái video hướng dẫn là KYC của em trong cái phần ô là danh sách là phần là kỹ thuật và đầu tư anh chị nhé. Thì chúng ta cái tài khoản này đã KYC rồi thì em sẽ vào là mua bán may. Ở trong này thì chúng ta có thể là sẽ đặt lệnh hoặc là chúng ta sẽ vào thẳng là danh sách chờ bán và chờ mua. Và đương nhiên là chúng ta muốn mua bán được thì chúng ta sẽ phải có điểm may và phải có đô ở trong tài khoản đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta mới mua bán được. Em sẽ chia sẻ cái cách là chúng ta sẽ tạo lệnh trước, sau đó hoặc là sau đó thì em sẽ chia sẻ là chúng ta sẽ vào mua thẳng. Mua luôn ạ, quản lý lệnh. Vào cái phần quản lý lệnh này thì nó có hai cái là tạo yêu cầu mua và yêu cầu bán, đúng không ạ? Đó. Thế thì chúng ta sẽ phải nắm cái giá họ bán ở trên đây. Chúng ta sẽ kích vào là tạo yêu cầu mua. Đấy. Và chúng ta sẽ kiểm tra rằng là những người đợi mua ở đây là họ mua với là cái giá bao nhiêu. Đó, để mình biết cách là mình để mình đặt lệnh, mình đặt cái lệnh nó tốt hơn á thì mình sẽ được là ưu tiên lên trên đầu. Đúng không ạ? Đấy. Mình có thể là mình sẽ vào đây mình bán ngay cho người muốn mua. Đó, với các cái giá hiện tại ở đây thì là một cách nhanh nhất, hoặc là mình không hài lòng với cái giá này thì mình sẽ tạo cái lệnh. Đây em sẽ tạo cái lệnh này. Hiện tại là cái giá đợi này mua này là đang là 0.0515. Đó, thì muốn được mua tốt hơn á thì em sẽ đặt một cái lệnh là 0.0516. Không chấm không năm một sáu đấy. Với cái tổng số tiền này đó, phí giao dịch. Còn cái ngày này thì chúng ta có thể chỉnh sửa thoải mái nhé, và sẽ bấm vào là đặt lệnh. Đấy. Hệ thống báo là đã đặt lệnh thành công 10 may. Ok, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, đặt cái giá tốt hơn thì mình sẽ đó, vừa rồi thì ông này đứng đây. Vừa rồi thì ông này đứng đây thì bây giờ là mình đang đứng ở trên đầu rồi, đúng không ạ? Đó, ok. Và đương nhiên cái lệnh này thì chúng ta có thể hủy thì em sẽ hủy luôn cho anh chị chúng ta cái nhé, hủy. Đó, hệ thống báo là đã xóa lệnh thành công.
Ok. Vậy thì đương nhiên là vừa rồi thì tạo cái lệnh mua đúng không ạ? Còn bây giờ tạo cái lệnh bán thì mình bán làm sao ạ? Cái giá cho nó như thế nào hợp lý nhất đúng không ạ? Và em sẽ kích vào là tạo lệnh bán. Đấy, thì và chúng ta sẽ tham khảo là cái giá của họ là bán như thế nào để mình bán cho nó hợp lý. Đây, chẳng hạn như cái ID này đang bán với cái giá là 0.063 đô. Đấy. Thì muốn bán được thì em bán rẻ hơn một chút thì sẽ được đặt lên trên đầu này. Em sẽ nhập là 0.062 thì chắc chắn sẽ được. Anh chị nhé, em sẽ demo bằng 10 may. Đây. Em sẽ là 10 may đúng không ạ? Và với cái giá là 0.062. Đấy, tổng tiền. Đấy, và em sẽ đặt lệnh. Còn ngày thì chúng ta có thể thay đổi được nhé. Đó, và đặt lệnh này. Ok. Đó, bạn đã đặt lệnh thành công, chờ bán 10 may. Ok, và quay trở lại xem. Đây anh chị. Đó. Khi đặt lệnh thành công thì nó báo vào, đương nhiên là cái giá tốt nhất thì nó sẽ được nằm ở trên. Và còn hiện tại em không muốn bán, em lại hủy hủy cái lệnh này đi ạ. Ok, cái lệnh đã được báo hủy. Còn cái trường hợp mà mình sẽ không muốn đặt lệnh mà mình vào mua luôn thì thế nào ạ? Và em sẽ vào luôn. Và chúng ta sẽ vào là danh sách đợi. Vào danh sách đợi này thì chúng ta sẽ được thấy được là người bán và cái danh sách đợi mua đúng không ạ? Đấy, số lượng như vừa rồi đây. Và đây là danh sách đợi bán. Đấy. Và nếu như em muốn mua thì em vào em bấm vào mua ngay. Đó, giả sử như ở trong ID này là có 10 đô thì em sẽ vào em sẽ vào chỗ họ bán mà em thấy cái giá này là ưng rồi thì em sẽ vào là mua ngay. Đó. Mua với cái số lượng này với mình sẽ được là 158 đúng không ạ? Tổng tiền là 10 đô, phí không không. Cái này nó có dư thì mình sẽ chọn cái con số chẵn. Đó. Và chúng ta sẽ đặt lệnh. Em sẽ demo luôn. Bấm đặt lệnh. Chúng ta bấm vào đặt lệnh. Và đương nhiên rồi là bạn đã mua may thành công 158 may. Đó. Và quay trở lại thì cái số tiền của bạn ở đây là đã bị mất và cái số điểm may này đã tăng lên. Vâng. Ok, và xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã xem cái video này của em. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video tiếp theo anh chị nhé. Em sẽ chia sẻ cùng anh chị cái cách để chúng ta làm bán được rồi thì cái đô nó vào đâu và làm như thế nào để chúng ta có thể chuyển về được cái tài khoản của mình đúng không ạ? Vâng.